Chào tất cả các bạn nhé, mình là Xuân và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái kèo của IOST. Thì khi mà tham gia kèo này ấy, thì các bạn nó sẽ có một cái phần thưởng trị giá là 100.000 IOST tương đương với khoảng 400 đô chia cho tất cả những người cùng tham gia. Tùy vào cái mức độ mà các bạn hoàn thành nhiệm vụ là bao nhiêu và bạn giới thiệu được bao nhiêu người bạn thì lúc đấy nó sẽ chia ra và chia theo tỷ lệ và gửi phần thưởng về cho bạn nhé. Và cái kèo này nó chỉ diễn ra trong vòng một tuần, tức nghĩa là hôm nay là 25, thứ 6 ngày 25, thế này đến thứ 6 tuần sau nó sẽ kết thúc nha các bạn. Để làm cái kèo này, đầu tiên các bạn sẽ vào cái web party nó này. À, cái này như mình đang đăng nhập rồi, để mình sẽ đăng xuất, sau đó mình hướng dẫn các bạn làm từ đầu nhé. Đây này, nó chỉ diễn ra trong vòng 7 ngày thôi nhé các bạn nhé. Để mình đăng xuất nó đã. Ok. Đấy. Thì khi mà các bạn mới ấn vào đường link nó sẽ ra như này, thì nó không ra hết hoàn màn hình. Các bạn sẽ ấn vào cái mục ba chấm trên này nhé. Các bạn tích vào cái ô trang web cho máy tính này. Đấy, nó sẽ hiện ra như này. Các bạn sẽ ấn vào mục login. Thì ở đây nó có các lựa chọn cho các bạn này. Login bằng Google, đăng nhập bằng Google, Facebook, hoặc là các bạn sẽ điền email và sau đó ấn vào get code để nhận mã code. Và sau đó là điền mã code vào đây và ấn login nhé. Đấy, sau khi các bạn login xong thì nó sẽ hiện các cái thông tin khác nhé. Nó ở chỗ này nó sẽ ấy này. Được rồi, cái này mình qua. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Đầu tiên các bạn sẽ ấn vào một cái mục đó là Telegram. Thì cái Telegram này lúc đầu nhé, nếu như là đây là mình đăng nhập rồi, còn các bạn chưa đăng nhập thì ấn vào Telegram xong nó sẽ có hiện cái thông báo kết nối, thì các bạn cứ làm theo hướng dẫn nhé. Đấy, sau khi mà kết nối được các cái tài khoản Telegram xong thì các bạn sẽ ấn vào ở mục trên, các bạn sẽ ấn vào Office Group này. Các bạn sẽ join nhé, join vào nó này. Các bạn sẽ quay lại đây. Thì các bạn có thể ấn vào cái mục đó là Invite Now. Đấy, mục Invite Now thì nó sẽ hiện ra cái đường link giới thiệu các bạn. Thì các bạn có thể ấn vào copy link này để giới thiệu bạn bè nhé. Giới thiệu bạn bè tham gia ấy, thì các bạn giới thiệu được càng nhiều thì số phần thưởng các bạn nhận được sẽ càng nhiều. Rồi, còn cái mục thứ hai này là cái mục này nó yêu cầu các bạn nó làm. À, các bạn có thể là kiểu như là các bạn là vào chat vào cái official group của nó này, xong các bạn sẽ chat với chat ở trong đấy, chat hoặc làm cái gì đó. Nếu mà những các cái hoạt động của các bạn mà được cái admin ghi lại ấy, admin ghi lại thì lúc đấy là các bạn sẽ được cộng thêm điểm đó. Thì các bạn chắc là nhờ mà được admin nó like hoặc là có các cái biểu tượng ở bên cạnh. Đây. Đây này. Đây này, ví dụ như này các bạn nhé. Đâu mình vừa nhìn thấy đâu nhỉ? Mình vừa nhìn thấy có cái mà admin nó trả lời cái... Tức nghĩa là các bạn khi mà các bạn ấy... Các bạn vào, các bạn chat, các bạn nói về cái dự án của nó mà đây này. Ví dụ như đây cái thằng admin của nó ấy lại cái này và nó có thả cái biểu tượng này. Hoặc là như này nó có thả biểu tượng này chẳng hạn này. Thì như vậy là các bạn sẽ được cộng thêm điểm đấy. Chính vì vậy các bạn cứ vào đây các bạn chat hoặc không, các bạn sẽ đưa hình ảnh hoặc là một cái thông tin nào đấy. Đấy, ví dụ như cái người này vừa đưa một cái hình ảnh như này chẳng hạn này. Đấy. Thì admin đang thả cái biểu tượng như này, tức nghĩa là người này sẽ được cộng thêm điểm nhé. Đấy, các bạn nếu các bạn muốn kiếm thêm được nhiều điểm để kiếm được thêm nhiều tiền thì các bạn có thể làm như này nhé. Rồi, quay lại cái booty này. Đấy là mình đã hướng dẫn xong cái nhiệm vụ thứ nhất với Telegram.
Rồi tiếp tục là đến nhiệm vụ thứ hai với lại Twitter, các bạn sẽ ấn vào Twitter. Khi mà ấn vào Twitter thì nó cũng sẽ yêu cầu các bạn ra một cái trang mà các bạn đăng nhập, thì các bạn cũng cứ làm theo hướng dẫn của nó để vào cái Twitter nhé. Đấy. Thì Twitter cũng tương tự thôi, đó là các bạn ấn vào cái này của nó này, official của nó này để join kênh Twitter của nó. Đấy, ấn vào theo dõi cái kênh Twitter của nó thôi. Còn tiếp theo. Đấy, cái Invite Now này thì cũng giống như ở cái kia, nó vẫn là đường link cũ thôi chứ không có gì cả. Một lần các bạn copy rồi các bạn không cần copy thêm lần nữa đâu. Đấy. Còn cái nhiệm vụ tiếp theo này này. Cái nhiệm vụ tiếp theo này là các bạn khi mà ở trên cái trang Twitter của nó, các bạn có thể tạo cho các bạn một cái tức là các bạn có thể cũng giống như cái Telegram kia, các bạn có thể tạo một cái bài tweet hoặc là các bạn comment trên bài tweet của nó. Và ở trong cái bài tweet đấy các bạn phải cần có cái A còng kèm theo cái, tức là kèm theo cái username của cái đấy đấy. Của cái này này, tức là các bạn sẽ cần phải có đây này, A còng EOS token này. Các bạn trong cái bài viết của bạn, các bạn cần có thêm cái mục A còng đấy nữa. Và sử dụng các hashtag liên quan đến cái project đấy, liên quan đến dự án đấy. Thì đấy, ví dụ như là cái các bạn sẽ dùng A còng EOST token cộng với cái hashtag là EOST thì chẳng hạn này. Đấy, liên quan đến cái dự án đấy. Để khi mà các bạn dùng cái hashtag đấy xong thì các bạn comment, mà nếu như mà admin mà chấp nhận cái đấy của bạn thì họ sẽ tặng thêm điểm cho bạn. Thì cái này các bạn cũng sẽ, đây này, họ có thể là họ sẽ like hoặc là retweet cái comment của các bạn, thì như vậy là các bạn sẽ được tính là được cộng thêm điểm. Thì khi được cộng thêm điểm thì càng cộng được cộng càng nhiều điểm thì các bạn sẽ được nhận được nhiều phần thưởng hơn nhé. Đấy. Đấy. Đây nó sẽ cập nhật cái này hàng ngày nhé, thì các bạn có thể ấn vào cái mục refresh này để các bạn biết là các bạn được bao nhiêu rồi này. Rồi, còn cuối cùng là cái mục Reddit, các bạn sẽ vào cái mục Reddit này nữa này. Thì cũng ấy thôi, cũng ấn vào official nó và sau đó ấn follow để theo dõi này. Đấy. Và cái mục ở dưới này thì nó cũng ấy là đấy, các bạn cũng thể là các bạn có thể comment này. À, hoặc là share một cái mục bài post của nó. Có thể là thảo luận hoặc là vote cho nó nữa. Thì đấy. Đấy, cũng tạo một cái bài viết của các bạn chẳng hạn. Cũng có thể tạo bài viết và các bạn nhớ cũng phải có cái phần A còng kèm cái hashtag liên quan đến cái dự án đấy. Thì là đối với cái phần Reddit này thì của nó đây, cái các bạn cần có thêm cái này này, RUSD token cộng với cái hashtag là dấu thăng cỡ IOST nữa trong các bài viết của các bạn. Đấy. Đấy là cách để các bạn kiếm thêm được thật nhiều điểm, để các bạn kiếm được nhiều thêm nhiều token từ nó nhé. Đấy. Rồi, và cuối cùng là quay lại cái này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nhập thông tin. Đây, thì các bạn sẽ kéo lên trên cùng, thì các bạn sẽ vào cái mục Account nhé. Đấy, Account. Đấy. Thì nó có mấy cái này. UST Account. Cái này là các bạn phải đăng ký cái tài khoản trên UST rồi. Đấy. Nếu mà chưa có các bạn có thể ấn vào Get UID này. Thì ở trong, sau khi ấn vào cái đường link này xong, nó sẽ hướng dẫn các bạn tạo tài khoản IOST nhé. Thì sẽ ấn vào cái đường link này này. Đấy. Kích vào đây này. Đấy, nó hướng dẫn các bạn đầy đủ đấy nhé. Đấy. Đấy. Nó hướng dẫn các bạn đầy đủ. Đây là các bạn dùng
dùng điện thoại các bạn có thể dùng làm theo cái hướng dẫn này này, nó là download cái phần mềm này về. Còn nếu các bạn có máy tính thì các bạn sẽ download cái plugin của nó trên Chrome về, sau đó ấy các bạn tạo cái thứ để lấy được cái tài khoản của nó nhé. Sau khi lấy được cái tài khoản xong các bạn sẽ điền cái USD cao của các bạn vào đây nhé, sau đó các bạn ấn save này đấy. Đấy, thì sau khi các bạn ấn save xong nó sẽ lưu lại cái account này của bạn nhé. Thì khi mà sau khi mà cái này kết thúc ấy thì nó sẽ gửi cái token về cái tài khoản của bạn đã tạo trên cái UST nhé. Đấy. Nên sẽ gửi về cái ví mà các bạn đã tạo trên UST này này. Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào các bạn.